Xin chào mọi người. Xin cảm ơn mọi người vì trong thời gian vừa rồi thì anh em cũng đã ủng hộ cho Hùng nhận được cái nút đất sét. Cho nên là hôm nay là ôm hết tiền đi luôn. Đi mua xe. Mà đã mua thì là phải mua xe sang. Ở đâu ạ? Hôm trước thì Hùng có lang thang qua 56 Tô Hữu thì gặp nhiều lắm, nay quay lại nhá. Đây. LX570 này. Đấy. RX350 này. Úi giời, Bentley này. Hôm nay nhiệm vụ là phải giải ngân hết cái đống này. Kiếm một con xe vừa sang vừa khủng để đi làm cho đỡ vất vả. Bao năm cuối cùng là cũng toàn uống nước cầm hơi rồi. Uống nước ăn không khí nhiều đấy. Con này quách này. Úi giời. Lincoln Navigator bản Black. À, xin chào anh Hùng. Anh ơi, em cầm nhiều chìa khóa quá. Hôm nay không biết anh có thích cái chìa nào không nhỉ? Đấy, mà anh cầm nhiều ví đấy. Hay chúng ta đổi luôn anh nhỉ? Hôm vừa rồi là YouTube vừa chuyển cho cái nút đất sét. À, kinh quá, kinh quá. Cho nên là nay phải đi mua luôn. Đấy, xe này mình thấy là có vẻ là hợp lý đấy. Hợp lý anh. Trong to cao, quách, slack nhờ. Cho mình mượn cái chìa khóa cái ra nào. Đây anh ơi. Con này giá bao tiền đấy? Em đang bán là rẻ nhất Hà Nội luôn là 365.000. 365.000. Còn ai mà đến đây mà chạy thử thì lại bớt cho tí cho thì... tình cảm luôn. Nhận luôn. Chạy thử hôm nay nhận là rất khó phải chạy thử. Ba cái ví luôn này. Mà cái xe này đây các bạn xem nhá, cái này rất hay luôn này. Ngoài cái dáng ngoài phong lẫm liệt. Dài tới 5m6, nặng tới gần 2 tấn 9. Các bạn hãy xem những cái thiết kế của một chiếc xe dân Mỹ. Nói chung mình đi con này là cũng có thể đạp phát sang Las Vegas và ăn chơi đến. Có lẽ là nó khá là rộng lại dài nữa. Anh đi chơi cung đường xa là anh cứ thoải mái cho em. Đi lại êm ái luôn. Rất bây giờ là êm. Mình sẽ xem cái nội thất. Đấy, nổ lên luôn. Làm quen một tí. Lần đầu nó cảm giác nó. Mới gượng đây lại còn khóa mã số đây. Khóa mã số luôn, bậc bước thò thụt luôn, anh bước lên bậc luôn. Bước lên bậc của anh luôn. Thôi anh em mình anh em ta khi lên đường anh nhỉ, đi thử không phải ghế hai lớp. Ghế hai lớp này có anh. Thông hơi, có massage đúng không? Thế thì yên tâm luôn, rồi. Yên tâm luôn. Máy hết pin còn sạc được luôn. Vừa review lại vừa được đấm bóp thế này thì có mà còn gì bằng. Còn gì bằng. Đi đâu cũng được đúng không anh? Rất là rộng rãi luôn. Xe xịn, xe sang nó cũng thơm tho nhỉ. Thơm ngát luôn anh em. Rồi, bây giờ anh em mình đi thôi. Rồi, cao tỏ là lên đường. Ấn nút đúng không? Số này. Ấn nút là lên đường. 9 tỷ, bắt đầu lăn bánh. Cửa sổ trời rộng miên man. Toàn cảnh luôn, ngắm luôn. Nhưng mà chúng ta đi ở biển chắc hợp lý hơn anh. Nhiều người cứ bảo những chiếc xe này đạp mất bát phở. Thì xe này là không đâu nhá. 3.5 nó khá giống cái động cơ trên cái F150 động cơ EcoBoost đấy ạ. Là tiết kiệm nó không mất bao thở đâu. Chúng ta cho cái thêm đĩa quẩy cho anh ạ, cho nó nhẹ nhàng. Tiếp cốc trà đá nữa là được rồi đấy. Anh bật tí cái massage lên ngồi đấm bóp cho nó êm ái. À đấy là có massage đấy. Là sao? Đấy, massage này. Yếu không? Dính ghế, dính chả yếu đâu. Dính ghế luôn. Úi giời. Dính ghế luôn. Vui vết nhỉ? Nên Hà Nội hôm nay vắng hơn là anh em đã có thể thử thoải mái. Dài hơn. Có này, màn hình HUD này, hắt kính lái này. Đó. Công nghệ con này thì cũng thông minh đấy nhờ, hộp số 10 cấp, êm lắm. Sạc không dây, người ta lại có phân chỉnh làn đường, hắt kính. Giữ làn đường, hắt kính, cảnh báo điểm mù, adaptive. Cam 360. Cam 360, long lanh, lái xe to mà. Cảm giác rất là tự tin như anh em đi xe nhỏ thôi, hệ thống lái này nhẹ nhàng. Viên mình thấy mình như Tom Cruise mà. Nhưng mà Tom Cruise này vừa mới kiểu như thực hiện điệp vụ xong nhưng người nó hơi nhầu. Anh em ta khi nhầu của anh em ta đi chỉnh trang lại anh ạ. Đúng rồi. Cho nó hợp với con xe. Hôm nay sẽ vừa đi thử nhưng mà vừa chỉnh trang con người nó cho phù hợp với những chiếc xe nhiều tỷ. Đi cho nó đúng dáng. Những con mà như khủng long như thế này thì An toàn chứ. Quá an toàn luôn. Quạch nhờ. Mỉ không? Rất là chắc chắn. Leo lên leo xuống. Để tay chân mình thêm tí lông nâu, mắc biếc thêm tí nữa thì oách đấy. Cho nên hôm nay phải đi luyện. Hôm nay phải đi chỉnh. Cái gì chỉnh được?
chỉnh được là phải chỉnh ngay. Bơm căng lên luôn anh. Chả mấy khi dù sao thì phải cần cái thần thái, hôm nay mình sẽ độ thần thái cho nó oách nhá. Xe độ được, phải độ đơn giản đúng không? Lên đầu luôn. Có xe rồi thì bây giờ phải lên. Chưa lên đồ đã là đẹp rồi, còn lên đồ thì quá vip luôn. Hôm nay sẽ bật mí với mọi người một cái điểm để lên lên chân kính. Sắp đến rồi. Trần Đại Nghĩa nha các bạn. Bật mí luôn nha các bạn, một điểm để tân trang dung nhan cho nó hợp với phong cách xe khủng. Ở đây. Bên cạnh, bên cạnh. Stylist man luôn. Oách luôn. Yeah. Nghe cái hệ thống cắt tóc thông minh lịch hẹn rồi là thông minh như xe. Thông minh như xe đấy. Xe nó trăm năm rồi, bây giờ là xe mình. Ở đâu? Ở đây à? Ừ. Anh có đặt cái lịch qua cắt tóc đấy. Cho anh xin số điện thoại của anh ấy. Cuối á hả? 3 số cuối ạ. 3 số cuối là 368. Anh Thành đúng không anh? Ừ. Anh Thành và anh Hùng. Hùng ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Okay. Nay phải đi làm đẹp cho nó phù hợp với cái xe vừa mới lấy. À. Autodo như cả hai anh luôn đi em. Dạ vâng, em sẽ mở từng view để mình đánh giá xem là em sẽ nói chung là cứ là excellent. Excellent đấy. Xác nhận ra đúng. Hợp lý nhờ, giá hợp lý. Anh mặt tươi hay mặt cười thì... rất hài lòng rồi, excellent mà. Tất cả này là full dịch vụ luôn. Trông anh giống Tom Cruise chưa? Đúng rồi ạ. Đấy, bây giờ đi xem. Vào 30 size vẫn là thần thái là ngon ngay. Đi cảm giác dáng dấp nó đạo mạo hẳn luôn, đẹp trai luôn. Và thôi, cảm ơn anh em đã theo dõi một cái câu chuyện rất là vui. Bây giờ thì tôi sẽ về, tôi mang chiếc xe này về nhà chuyển khoản đầy đủ cho anh Thành đây. Chuyển nốt 7 cái ví còn lại đúng không anh? 7 cái ví còn lại. Chuyển 3 cái ví rồi. Cầm xe về và đi đăng ký thôi. Đi đăng ký, thế là vào việc. Vào việc biết đâu lại bốc được một cái biển đấy, nó lại toàn một số quá đẹp. Thần thái luôn, chẳng hạn bốc cái biển lại, ngũ chín chẳng hạn. Ngũ chín thế tự nhiên lại lãi ra 1 tỷ. Lại cho nên anh em mà thôi chia sẻ cho Hùng bằng cách hãy chia sẻ video và hãy subscribe và rung chuông kênh nhá. Còn sẽ hẹn anh em vào một cái buổi tiếp theo trên những chiếc xe khủng tiếp theo và đi làm đẹp ở nhiều điểm khác nhau nhá.